Vâng, xin chào bác, chào các trở lại với cái trang Kính Cổ Kính Xưa. Ngày nay em lên viết một kính cơn mạ vàng thập niên 70-79. Con này là size 52, chiều ngang 13,8 của Mỹ xưa, chuẩn đau nhất nhé. Nó trước cái vừa kênh bác cả supply xe, em có giá tốt. Cái dòng này thì em chắc là em giới thiệu quá nhiều, thì trong quá trình là 25-26 năm qua thì em giới thiệu rất là nhiều về cái dòng kính cơn rồi. Cái này thì nó nguyên tem thì chắc là không phải giới thiệu nhiều, bởi vì đã nguyên tem thì nó trong tình trạng new nghĩa là mới cắm cửa zin hết nhé. Vâng, mọi thứ là ok ạ, thành vách sắc nét đẹp chuẩn Âu nhất. Vâng, chuôi ve thì nó là trắng tinh trong suốt rồi, chả có cái điểm gì để chê. Vâng, mà những cái này chắc là em chỉ để giới thiệu lướt qua nhanh thôi, bởi vì sự bác là khi bán những cái đồ lính Mỹ ấy, thì là những cái dòng này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy, mọi thứ thì rất là sắc nét ạ, và gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ AO đặc trưng của cái dòng mạ vàng. Đấy, đây thập niên 70-79 nhá, xuất sắc nhá, zin hết nhá, mặc dù là quay này nó quay lúc hơi sẩm chiều đấy mà nó còn rất là mới luôn. Đấy, xuất sắc đấy, bao giờ em sẽ quay vào con sẩm chiều. Tiếp theo thì sang cái càng phải là 5/2, biểu tượng logo American Optical, chữ viên hoa và chữ to nhưng mà đời mạ vàng nhá. Đấy, cũng phải nói rõ ràng vân vân nhờ như thế. Cái này xuất sắc rồi, nó mới cóng cựa trong tình trạng new, tuy ve là trắng tinh trắng bút. Hai cái càng thì nó nhiều như nhau, đấy là càng phải và càng trái, làm thế thì khác nhau là gì? Khác nhau nó đảo chiều thôi, không có gì cả. Đấy, và bên này nó cũng thế này, đây bên là càng trái này, mọi thứ là xuất sắc, nét căng nhá. Và chuôi ve thì là trắng tinh trắng muốt nhá. Những cái dòng này không cần điểm gì chi, cái này mà bác nào làm quà tặng, quà biếu anh em bạn bè người thân, đúng không, thông gia liên gia đấy không, hay là cha hoặc là ông đấy, để tùy theo bố mẹ hay là ông bà các thứ thì rất là ok. Bởi vì sao? Bởi vì cái này có rất nhiều nam nữ đều đeo được hết. Mà thứ hai, cái này nó là sẽ là cái hồi ức kỷ niệm lại những cái năm tháng khó khăn đất nước, thì thập niên 70 thì vẫn còn chiến tranh, đúng không ạ? Còn những cái thập niên bắt đầu 75 trở ra, 75 80 thì lúc hết chiến tranh rồi, thì nó là ký ức của những thời kỳ bao cấp, thời kỳ khó khăn đấy ạ. Và xuất sắc nhá. Vâng, chuôi ve trắng tinh trắng muốt nhá. Và thành vách sắc nét zin hết. Và ok ạ. Và giá cái này là 7 triệu đồng 7.000k nhé, giá là 7 triệu đồng 7.000k. Về quy trình mua bán thì em nói rất là nhiều về tất cả các phiên rồi, là bác nào chuyển khoản em bao ship, bác nào là chọn ship ship code là gì, ship code là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100-200 tùy giá trị kính. Tất cả về ship code kính cổ đồ cổ là bao giờ đặt cọc một vài trăm đấy là cái giá trị em nói bác là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bác đặt cọc số tiền lớn thì đôi khi cái đối tượng xấu nó sẽ ủ trái quyền lớn mất, lợn mất biến mất. Đấy. Còn bên em là từ xưa nay rất là rõ ràng rồi, đặt cọc chỉ 1-200. Những cái món kính cổ hay đồ cổ gì, bất kỳ món kính cổ gì hay đồ cổ gì thế thôi. Và từ quy trình, từ thủ tục thì luôn luôn là được đảm bảo pháp nhân pháp lý và mọi thứ là rất là rõ ràng luôn ạ. Và xuất sắc, thành vách sắc nét zin hết ạ. Và cái này em chia sẻ nhanh ạ, và giới thiệu quá nhiều rồi. Size 52, chiều ngang 13,8 Mỹ xưa, chuẩn đo nhất nhé. Vâng, giá là 7 triệu đồng 7.000k. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác dành thời gian video. Bác nào mà yêu quý trang kính cổ quý xưa, có thể ấn nút đăng ký kênh hoặc là subscribe, share thì bên em là có cái giá rất là tốt và xuất sắc. Và video kết thúc ạ, rất cảm ơn, xin chào tất cả các bác nha, hẹn gặp lại sau nha.